xin kính chào toàn thể các bác nhé. Đây là một cái đơn hàng của một bác khách, trước bác mua của em cục đẩy ACIF CA 1500. Thì đến mấy ngày hôm nay bác có gọi điện là nhờ là em bảo hành để giúp cục này. Và sau khi bảo hành xong thì bác cũng nhờ em bán hộ được luôn. Đấy. Không biết là các bác nào có quan tâm đến sản phẩm này không? Thì bác giờ đã rất là vội nên là đã mua hàng của bên khác rồi, không lấy hàng bên em nữa, không muốn dùng nữa, nên là nhờ bên em là bán đi. Thì trước em bán cho bác khách là 7.800.000 đồng bao ship. Đấy, và cục này hiện tại bác gửi về đây thì em không biết là tiền cước hết khoảng bao nhiêu, nhưng mà thấy đóng gói rất là cầu kỳ này. Đấy, đóng cái hàng như hàng mới luôn, hình như là lấy nguyên cái bìa của cái hàng mới vậy, đúng rồi, lấy nguyên bìa của cái hàng mới, sau đó là bác gửi lại hàng cho em, nên là có cái bìa rất là mới, mở ra bên trong là còn đậy vãi. Giật ra, giật ra, móc lên, móc lên. Ở dưới này có nó hai cái ghim. Chụp cạnh đi. Hello chú. Mẹ cháu lại không nhà rồi. Chờ cháu chút nhá. Cháu bóc cái hàng này kiểm tra đã. Đấy, ok, bây giờ sẽ mở ra. Đấy. Bên trong đây cục đẩy đúng rồi, đúng hàng rồi. Cục này thì em sẽ mở ra và kiểm tra xem là nó có bị lỗi nào luôn thì em sẽ báo cho các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ có điện rồi, thì em sẽ bật lên xem này. Hiện đèn phao, đúng cái đèn phao thôi. Con này thì trong phạm vi bảo hành nên là xin nói thẳng các bác là các bác chỉ bị mỗi cái chi phí gửi đi thôi. Gửi về em phí bao nhiêu thì các bác lo, còn em lại gửi lại các bác bao nhiêu phí này em phải lo. À, vui tính thế chứ này. Ok nhá. Thế này hiện mỗi cái đèn phao thôi nhá, nên là một cây nó sẽ không đóng dư loa. Cái này trong phạm vi xử lý bảo hành. Nên là bên em nó có trách nhiệm là bảo hành. Sau khi bảo hành xong, nếu như các bác nào vẫn tiếp tục muốn sử dụng các sản phẩm như này thì có lẽ trực tiếp em. Con này thì nói thật các bác là khỏe cực kỳ luôn. 1500W một cây, 8 ohm. 4 ohm là 3000W. Một quả này nó có thể đánh tốt được một cặp xúc kép từ 22 côn trăm. Còn loại từ 28 của 125 thì hơi đuối. Đấy. Hoặc là con này không có chế độ dồn kênh. Con này hơi buồn tí là không có chế độ dồn kênh. Có dồn kênh thì em sẽ xin kính mời các bác có thử từ 28 không đánh thử luôn. Đấy. Ok nhá. Thì bây giờ cục này em sẽ mang đi cho đội thợ chuyên làm lại để họ bảo hành. Sau khi bảo hành xong thì các bác nào quan tâm đến mẫu này thì liên hệ trực tiếp với em. Giá thì em này bán là bác khách bảo là bán được bao nhiêu thì bán, đừng lỗ nhiều quá là được. Thế này, trước em bán cho các bác khách là 7.800.000 thì bây giờ lại bán là 7.000.000 và bao ship. Đấy, thế này em sẽ giả lại bác khách kia là chưa đến 7.000.000, bởi vì cái phí ship đấy thì mấy trăm nghìn rồi, được không ạ? Đây là thống nhất như thế nhá. Thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em.